lực, Vĩnh Phúc đến nay vượt bậc thần kỳ. Năng lực cạnh tranh đầu vào còn yếu, ngành công nghiệp luôn đi đầu trong quá trình phát triển. Trường học, hành chính công, giao thông, bệnh viện, cơ sở hạ tầng hoàn thiện văn minh, văn hóa đi lên, du lịch chuyển mình, báo chí phát thanh truyền hình ngày càng chất lượng, cuộc sống người dân ấm no thịnh vượng. Mừng Đảng mừng xuân, mừng Đảng mừng xuân, hướng tới tương lai.